Hello, xin chào mọi người. Hello, Austin. Hello, Austin. Hello. Hello, Daddy. Hello, Andrew. Andrew, hôm nay chạy xe là nãy giờ mười mấy phút mà chưa ngủ à? Giỏi vậy ta. Ủa, vừa nói liêm diêm rồi. Liêm diêm mình ngủ rồi. À, rồi ngủ rồi. Andrew lên xe mau ngủ. À, hôm nay mình đi chơi. Cuối tuần rồi, sắp tới là tuần tới là mình nghỉ holiday ở Úc này, nghỉ có hãng xưởng nghỉ 2 tuần, có hãng xưởng thì nghỉ 3 tuần, có hãng xưởng là nghỉ lên tới 4 tuần. Năm nay khả năng hãng của mình nghỉ 3 tuần, nhưng mà 3 tuần hơn, nhưng mà có thể là lên đúng 1 tháng luôn, tại vì vô những cái ngày đầu năm là trong những ngày nóng, cho nên hãng xưởng có thể là nói mình thích thì mình đi làm, không thích thì ở nhà. Nếu mà cảm thấy làm biếng thì mình ở nhà luôn đủ 1 tháng. Đây mình cho mọi người xem cảnh ở bên này luôn. Mùa hè rồi, nước Úc cũng là nước thiếu nước. Đất thì kiểu đất nó hơi khô cằn. Cỏ thì nó cũng thuộc một cái loại cỏ gì đó dễ cháy, vậy nên thiếu nước là bắt đầu nó chuyển qua cái màu vàng này các bạn, thì nó sẽ rất là dễ cháy. Có khi là cao sồ họ sẽ đi có những cái máy xe cắt cỏ, họ cắt trụi đi, nó giảm bớt đi cái phần vấn đề mà dễ gây ảnh hưởng cháy như là bông cỏ bông đồ đó. Trời, hiện tại là chỗ này thì mình thấy nó, họ chưa có cắt nhưng mà nó vàng đường hết rồi. Ở đây, ở trước đây đó, mọi người thấy hai bên cỏ hai bên đường nó đã vàng hết trơn rồi đó. Thì đây là cái ven đường thôi, nhưng mà khi mà mình sẽ chạy lên trên kia một chút xíu nữa, mình sẽ đi băng xuyên qua một cái rừng hay là một cái khu vực về núi, nó sẽ khác hơn. Anh ngủ rồi. Anh lên xe là khoảng vài phút là anh ngủ à, không biết anh có say sóng hay không, nhưng mà anh lớn rồi nè. Anh lớn là anh không ăn ngủ, hồi nhỏ thì anh ngủ, nhưng bây giờ là anh hiếu kỳ á, anh thích nhìn ra ngoài. Đây cỏ bên ngoài nó rất là vàng luôn, giống như là cái đồng lúa bị chín vàng vậy đó, nhưng mà không phải lúa mạch đâu, đó cỏ đó, lúa mạch mùa này họ cắt hết rồi. Bây giờ là đang đi vào những cái khu vực đường đồi, bạn thấy không, nó giống như là trong những cái bộ phim hay là những cái trò chơi game mà đua xe địa hình rồi đó. Tại vì cảnh quan ở bên này hầu như là những cái hình ảnh đó là bắt nguồn từ những bên này. Mùa bên kia có một cái đồi bên kia cỏ vàng hết luôn, cái này mà nó cháy là không đẹp không lấy tiền. Bên này đó các bạn, đây là những cái farm đây nè, những cái farm hình như là farm táo hay farm gì đó, farm trái cây đó, họ tủ lưới ở trên rồi, họ cho trống chim ăn gì đó. Mình nhìn chưa kỹ, hình như là táo các bạn. Đi thẳng luôn nha, đó Worry Exit, đây là Bachumat. Qua hướng bên này, các bạn rẽ trái là hướng bên này là Bachumat, là một cái farm, khu du lịch của nông dân Úc. Họ sẽ tổ chức những cái đi là hái dâu, hái cherry đồ đó trong đó đó. Tới mùa thì hình như là 5 hay 6 đồng gì đó dành cho một người lớn, trẻ con thì nó free. Có những cái farm mình không nó rất là xanh luôn, nhưng mà mình thấy giống như là cỏ dưới đó vậy đó, họ có trồng gì không mình cũng chưa biết, cỏ không à. Khu
khu vực đây là khu vực farm nè. Giống như là mình xem lại, mình nhớ lại giờ ở hai bên đường bên kia là giống như là cái bộ phim mà Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên của Mỹ vậy đó. Có đồ rất là rộng luôn. Để coi thử chỗ nào nó đẹp thì mình sẽ chia sẻ với mọi người nha. Thì hiện tại là mình đang đi qua khỏi Bachumas, đi về hướng Ballarat. Trên những cái con đường như thế này thì xung quanh thì mình vẫn thấy có những khu dân cư họ sống cũng khá là đông, cũng sầm uất, chứ không có phải là không có nhà đây các bạn. Nhà những cái vách này nè là họ ngăn cái cách âm để cho, tại vì trên đây là những cái con đường freeway, đường cao tốc đó, chạy thì cái tiếng ồn nó rất là nhiều, rất là lớn, thì họ sẽ xây dựng những cái thành mấy mét đó để mà cách âm cho nó giảm bớt cái âm thanh. Nhà cửa bên đây mình thấy thì cũng có, họ cũng có xây dựng mới, nhưng mình nghĩ thì giá này nó sẽ rẻ hơn ở dưới những cái khu dưới kia. Hai bên đó là cái rừng, và các bạn thấy ông rừng đây nè là hầu như là rừng bạch đàn không à. Đồi thì đồi trọc, cây bạch đàn, cỏ thì nó càng ở dưới thôi, cho nên nó không có giống như Việt Nam mình ở những cái nước cận nhiệt đới thì cái độ ẩm nó cao, mưa nhiều, cây bụi nó rất là lớn, xanh rồi dây leo rồi rất là nhiều. Bên này thì dây leo nó không có nhiều bao nhiêu đâu, chỉ có những cái cây bạch đàn hay là những cái cây gì đó thôi, cho nên ở dưới đất đó nó rất là trống, giống như là chúng ta trồng vậy đâu, giống như là mình quy hoạch thì mình trồng rừng đồng đồ gì đó, cho nên ở dưới đất đó nó trống không à, cỏ với lại cái cây lớn vậy thôi. Từ đó ở xa kìa mọi người thấy không, giữa cái cỏ và cái cây ở lên mọc lên, đất rất là khô cằn luôn. Kia mọi người thấy đó, cỏ bây giờ hiện tại bây giờ là nó đã già hết trơn rồi, thì mùa đông thì nó sẽ xanh hơn một chút xíu thôi. Ở kia có những cái trang trại người ta nuôi bò kìa. Kia là những cái cánh đồng cỏ nè, mênh mông luôn. Thì ở cái khu vực này các bạn thấy cỏ nó còn xanh một chút xíu. Mình thấy hai cỏ xung quanh thì nó có một cái màu xanh hơn, nó chưa độ vàng như ở những cái chỗ trước. Đây bây giờ là đi tới một cái vùng khác. Các bạn thấy cây hai bên đường khá là xanh nè, cây thân lớn. Rồi cỏ hai bên thì nó bị khúc rồi. Mình thấy trong này nó rất là tùm luôn, hai cái cây lớn hai bên. Cỏ hai bên đường thì cũng có cỏ. anh hai thì trốn. Anh ba thì ngủ rồi. Chạy trên đường cao tốc từ đầu tới đuôi luôn, khoảng một tiếng đồng hồ. Đi chơi ở bên này là vậy các bạn, ngồi những cái dọc như là đi trung tâm luôn đồ, tại vì mình ở cũng khá là gần trung tâm city, thì chỉ cần đi một chút xíu ra bắt tiếng xe lửa là mình đi ra đó thôi, tại vì mình làm biến. Sao bữa nay mình đi xe lửa ta? Xe lửa là 1.5 tiếng đồng hồ. Đi bên xe lửa lên tới nơi rồi đi bộ hả? Chơi bộ cái điểm du lịch đó nó nằm sát bên ga xe lửa à. Chết đấy. Người ta đi xe lửa, người ta vô city người ta chơi. Ồ kia một cái farm bò luôn kìa mọi người. Bò nó gặm cỏ gặm đồ đây nè. Bò bên này nuôi họ thả rong luôn, thả từ sáng tới tối luôn. Chắc là có nơi nó ngủ rồi đúng không? Ở chỗ này họ cắt cỏ này, cắt luống họ để đây luôn, họ chưa cắt cuộn lại. Để chăm. Xe chạy tốc độ cao á, 100 cây số giờ trở lên, cho nên khó mà quay bắt được cái hình ảnh những cái con bò đó. Thì đây là cỏ họ cũng có cắt rồi. Chỗ này cỏ xanh hơn mọi người. Chỗ này là cỏ xanh hơn ở dưới cái vùng của mình ở đó.
đi ở chỗ trên đường Ballarat, trên đường ở khu vực Mèo Thành, bắt đầu cỏ vàng ươm hết rồi, khô càng hết rồi. Trên này thì mình lại thấy cái một màu xanh hơn, nó độ ẩm nó nhiều hơn, nó mát hơn. Mình đang đi về hướng thị trấn Ballarat, thị trấn cổ, thị trấn nổi tiếng một thời vào năm 1851, đó là họ khám phá ra vàng ở tiểu bang Victoria. Và thời điểm này là thời điểm mà di dân của người Trung Quốc đến nước Úc nhiều nhất để khai thác vàng. Cho nên cái cộng đồng của người Trung Quốc họ đã đến vào những cái thập niên đó đó, vào những năm là 1851 là người Trung Quốc đã đến có mặt ở trên nước Úc này. Và trong thời điểm đó mục đích là họ khai thác vàng. Cho nên họ tới bây giờ là cái cộng đồng của họ rất là mạnh, lớn và giàu có. Hầu như là những cái quốc gia mà người Trung Quốc đi là đều có một cái lý do, ví dụ khai thác mỏ quặng khoáng sản hay là vàng thì họ đều đi. Ở Mỹ cũng vậy, thì ở Úc đây không ngoại lệ. Vào những năm đó thì cái tỷ lệ cái số dân số ở nước Úc tăng lên gần như là gấp đôi. Trên những cái con đường này rất là thú vị luôn. Ở gần trung tâm thì thấy nhà với lại đường xá bình thường, nhưng mà bây giờ là đi về thiên nhiên, đi về những cái vùng xa xôi thì cây cối, cây tùng, cây bách hai bên đường rất là cao, bạch đàn cũng rất là cao, nhìn thấy nó đã. Cái thời tiết hôm nay là mây các bạn, nhiều mây cho nên cái cảnh quan nó cũng hạn chế, bầu trời nó xám đi một chút xíu. Mình mới qua một cái khu vực hồ để câu cá ở đây, mình thấy có cái bạn. Đi lên hướng trên này thì mình thấy bây giờ là các bạn thấy không, xung quanh là cỏ nó vẫn còn xanh, nhìn nó đẹp hơn. Còn ở đầu ở video các bạn thấy thì nó cỏ rồi, nó vàng hết rồi, hai bên đường bên này là cỏ cây xanh tùm hơn. Ở đằng xa kia, bên trong kia là cũng có là những cái farm, nhưng mà mình không biết là những cái farm gì ở trong đó, nhưng mà thể họ chăn nuôi bò, trừ cừu rồi đó. Ở trong đó cỏ đồ xanh lắm. Cừu, thấy một bầy cừu trong đó. Đúng rồi, chắc có thể là họ tưới nước. Có bò nữa, có nuôi bò, có ra cái farm bò, trang trại bò và cừu. Nhưng có heo hút ở trong kia, nhưng có nhà, có những cái mẫu nhà giống như là biệt thự vậy đó. Đây là họ thích ở có nhiều người ở đằng xa kia, quá trời bò luôn. Có nhiều người họ thích, họ có tiền họ về trong những cái farm của họ cất một cái căn nhà đẹp, để mà khi mà có mùa nghỉ lễ nghỉ rồi họ về lại cái nơi đó họ ở, họ thư giãn. Đi mấy cái farm đất rồi họ xới lên hết rồi. Ở chỗ đây thấy hầu như là farm đất rộng. Gần tới rồi. Đây là cũng có một cái khu vực là đào vàng này đó, một cái chỗ mà nó giống như cái bảo tàng nhỏ nhỏ thôi, nó không có đủ đâu, một cái nơi nghỉ ngơi dừng chân uống cà phê này. Vậy không? Ở đây có mấy cái hãng mà bán xe công nông, mấy cày, mấy ủi. Đây có một cái trái caravan đậu nữa này. Continue straight on.
đó là mình đi vô trung tâm, bây giờ là mình đi vô chỗ khác. Rồi bây giờ là vô gần khu vực dân sinh sống rồi các bạn. Đó, có nhà, có cửa rồi nè. Điều chỉnh tốc độ nha. 80. Bạn thấy không, từ vùng sâu vùng xa mà đi xa lắc luôn mà city còn mấy tiếng đồng hồ, còn 1 tiếng rưỡi 2 tiếng đồng hồ. Trên này thì ở mọi nơi đó thì đường xá bên này họ làm không có khác một cái gì hết luôn, chất lượng như nhau luôn, thấy không? Cho mọi người xem từng quãng đường, nhà cửa, mẫu nhà, mô hình nhà từ thành phố tới nông thôn giống nhau luôn, quy hoạch đường xá, nhà ở y chang. Đi tới đâu cũng có vấn đề giao thông mà biển báo, biển đồ đầy đủ, đường vẽ vạch rõ ràng nè. Đó, mọi người thấy không, đây là một cái khu vực gọi là ngoại ô thành phố đó, thị trấn Ballarat, thị trấn cổ đó, thị trấn ngày xưa, ngày xưa năm 1851 phát khám phá ra vàng ở đây và nhiều thành phần di dân đến để mà khai thác vàng, rất là sầm uất trong cái thời kỳ thập niên đó đó. Đây là những mẫu nhà, nhà bây giờ thì mẫu nhà mới rồi, cũng y chang như là cái khu vực mình sống, các bạn thấy không, đâu khác gì đâu. Nhà bên này họ quy hoạch giống nhau, chiều cao thì cũng gần gần giống vậy, bông hoa đồ đó. Nhìn dễ thương quá, rất là thích luôn nè. Hai bên đường nhà mái ngói, nhà mái tôn, nhà thời xưa là... xưa nhưng mà không thấy xưa lắm. Để mình sẽ đi tìm tới những cái căn nhà mà nó xưa thiệt là xưa đó, bây giờ lại có thể là ở ngoài này nó mới rồi đó, mẫu xưa kia, hotel 1923, đây là mới 1923 rồi. Nhưng mà ở Mèo Thành hôm trước mình có cho mọi người thấy đó, căn nhà là 1986 à. Xe kia có thì men đang sửa nhà. Nó có thể là những cái căn nhà này nè, nó xưa đó đó, một không chưa số nhà, không phải năm nhà mình có mấy cái căn nhà nó cổ, người ta để số 5 ở Melton đó, người ta để 1886 đó, hôm trước mình đi thấy. Ở trước kia là có mấy cái căn nhà cái còn... không thì nó có nhiều cái căn nhà họ giữ nguyên đó, họ để đó. Thì nó có một cái gì đó. Đó, những cái mẫu nhà xưa cũ rồi đây nè mọi người. Nó cũ so với một số căn nhà khác, nhưng mà mình nghĩ cái cũ nhất á thì mình phải đi tìm thôi. Thành phố cổ mà, mẫu nhà này 1904. 1904 thì cũng chưa, phải 50 năm rồi. 50 năm từ khi có đào vàng rồi. 1851. Đây. Qua wow, trên này mọi người thấy nhà thờ kìa. Nhà thờ họ gắn những cái hô đó thì rất là đẹp luôn. Chạy nhanh. Giữa cái cũ và cái mới à, bây giờ là mua cái smart rồi. In 600 meters at the roundabout, take the second exit onto Barclay Street. Đường nào cũng có, mỗi khu vực người ta có quyền lấy tên riêng. Ồ kìa, có mấy cái tháp đài kìa, đẹp chưa? Đó, bạn thấy không? Vô đây là mấy cái khu cổ đó. Không biết là có tham quan gì chỗ này không à. Đường xá thì bây giờ là họ quy hoạch hết rồi. Nhưng mẫu nhà xưa cũ rồi đó,
rất thấp, không cao ráo gì đâu. Chửi ho, chuyến tàu không. Nhà hàng thì mọi người biết rồi, khu vực này người Trung Quốc họ tới vào năm 1851 thì tới để mà khai thác vàng, thì không ngoại lệ là ở trên này đó, những cái khu vực mà như nhà hàng hay là những cái gì đó của người Trung Quốc họ cũng xây dựng lên cái thương hiệu của họ ở đây để mà cung cấp cho người lao động, người đào vàng ở mỏ. Có nhiều cái nhà nó nhỏ